đi vậy nè, đi một chán vòng. Ghê, nó bực mình ghê, mấy tháng trả ra xài cái gì thì mấy tháng nó ngoài này giữ chết thôi chứ không sống nổi. Mới ra chưa buôn bán được cái gì hết trơn, có mất tiền. Mấy tháng là chống dịch mà ra là bị tá cống mà. Không tiền, tiền không, tiền không. Cứng ở trong luôn này. Mình ống khỏe ha, làm một lần một sao bây giờ. Cái nhà bên kia đặt đường ống ra, tự nhiên cái là đã một lần làm mình khó rồi, ta đặt cái đường ống chính luôn 214 đặt cái ống 60 rồi. Để bữa vậy mình còn bị nghẹt dầu dầu chứ. Tại nhà đó là nhà nó làm răng. Rồi. Thank you.
Dạ đi làm vòng vòng cho thành phố Vũng Tàu mình thôi à chị. Chứ chưa ra ngoài tỉnh được quá trời rồi. Ở Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, mấy cái nhà máy của công nghiệp đó. Đi luôn đó hả? Cái nhà máy của công nghiệp rồi đang gọi điện em quá trời luôn mà em chưa đi được. Mà đi xa chứ để hả? Mình cho em làm. Cũng là Bình Dương rồi Tây Ninh. Mấy con công nghiệp lớn đó, người ta đang có nhu cầu dịch vụ mình đó. Đi hết. Cái đường ống 400, 600. Nó bị nghẹt dầu mỡ của chị mà cái ống bự. Bự vậy nè, nghẹt đặt hết dầu mỡ luôn. Bộ bự tí nữa đại ca ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.